Khi nhắc đến du lịch tại Việt Nam, nhiều người thường sẽ nghĩ ngay đến những thành phố sầm uất như là Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, nước ta vẫn còn rất nhiều những điểm đến đẹp mà các bạn có thể khám phá nữa đó. Và một trong những địa điểm đó chính là khu du lịch Tràng An, Bái Đính. Đây không chỉ là những địa danh quyến rũ du khách bởi một vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, mà còn là nơi gắn liền với những giá trị tâm linh và lịch sử của đất nước. Và trong video ngày hôm nay, hãy cùng với blog du lịch khám phá những kinh nghiệm du lịch Tràng An, Bái Đính tự túc, giúp bạn xây dựng một hành trình du lịch đầy ấn tượng và thú vị các bạn nhé. Đồng thời xem hết video này, các bạn sẽ biết thêm về du lịch Tràng An, Bái Đính qua những nội dung như sau. Tràng An, Bái Đính ở đâu? Nên đi du lịch Tràng An, Bái Đính vào thời gian nào? Cách để di chuyển đến Tràng An, Bái Đính? Kinh nghiệm đặt khách sạn tại Tràng An, Bái Đính? Các địa điểm du lịch Tràng An, Bái Đính đẹp? Kinh nghiệm ăn uống khi đi du lịch Tràng An, Bái Đính? Tràng An, Bái Đính ở đâu? Tràng An và Bái Đính thì nằm ở tỉnh Ninh Bình, một trong những địa điểm đầy hấp dẫn tại Việt Nam. Trung tâm bến thuyền Tràng An thì cách cố đô Hoa Lư 3 km về hướng Nam, cách thành phố Ninh Bình 7 km và cách Hà Nội 96 km. Tràng An là một khu du lịch sinh thái với diện tích hơn 2.000 ha, nơi bạn có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ của rừng núi và các hang động rất là tuyệt đẹp luôn nha. Còn chùa Bái Đính thì nằm trên núi Bái Đính ở xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, cách cố đô Hoa Lư 5 km về phía Tây Bắc, cách thành phố Ninh Bình là 12 km và cách Hà Nội 95 km. Đây là một địa điểm du lịch tâm linh và lịch sử quan trọng ở trong khu vực và nằm ở phía Bắc của quần thể di sản thế giới Tràng An. Và hai địa điểm du lịch Ninh Bình nổi tiếng này đã thu hút sự quan tâm của cả du khách trong và ngoài nước bởi một vẻ đẹp thiên nhiên và giá trị lịch sử vô cùng đặc biệt. Tràng An và Bái Đính chắc chắn trở nên một phần không thể thiếu trong hành trình du lịch của các bạn tại Việt Nam đấy nhá. Nên đi du lịch Tràng An, Bái Đính vào thời gian nào? Thời điểm tốt nhất để tham quan Tràng An và Bái Đính là vào dịp mùa xuân, từ tháng 1 đến tháng 3 âm lịch. Lúc này thì thời tiết giao mùa ấm áp và dễ chịu, tạo điều kiện thuận lợi cho hành trình du xuân, lễ chùa cầu may vào đầu năm mới. Mùa xuân cũng là thời gian diễn ra các lễ hội truyền thống tại chùa Bái Đính và khu du lịch Tràng An. Lễ hội chùa Bái Đính thì bắt đầu từ chiều ngày mùng 1 Tết, kéo dài đến hết tháng 3 âm lịch. Do đó mà du lịch Tràng An, Bái Đính trong thời gian này chính là một cơ hội tuyệt vời để các bạn tham gia vào các lễ hội truyền thống, tận hưởng một không khí vui tươi của Tết Nguyên Đán và khám phá văn hóa tâm linh độc đáo của Việt Nam cùng gia đình tại cố đô. Và mặc dù vậy, tuy nhiên các bạn cũng cần lưu ý rằng đây cũng là thời điểm cao điểm của du lịch Tràng An và Bái Đính, cho nên đôi lúc có thể sẽ đông đúc, thậm chí là xảy ra tình trạng chen lấn. Và nếu bạn muốn tránh đám đông, các bạn có thể xem xét thời điểm khác ở trong năm. Tuy nhiên, mùa lũ có thể làm cho các hang động tại Tràng An sẽ bị ngập nước, làm giảm trải nghiệm tham quan của các bạn. Vậy nên, blog du lịch nghĩ rằng các bạn không nên đi du lịch Tràng An, Bái Đính trong thời gian từ tháng 6 cho đến tháng 9 đâu nhé. Cách để di chuyển đến Tràng An, Bái Đính. Thứ nhất là xe khách. Lựa chọn đi bằng xe khách sẽ là một cách di chuyển đến Tràng An, Bái Đính phổ biến và thuận tiện từ Hà Nội. Các bến xe lớn tại Hà Nội như là bến xe Giáp Bát và bến xe Mỹ Đình hàng ngày thì đều cung cấp rất nhiều chuyến xe khách đi Ninh Bình. Giá vé thường dao động trong khoảng từ 70.000 đồng cho đến 80.000 đồng trên một người, tùy thuộc vào loại hình dịch vụ và chất lượng của xe. Sau khi đến bến xe Ninh Bình, các bạn có thể di chuyển đến Tràng An và Bái Đính bằng các phương tiện khác nhau như là xe buýt,
taxi hoặc là xe ôm, tùy thuộc vào lịch trình, kế hoạch và mong muốn của các bạn. Khoảng cách từ bến xe Ninh Bình đến Tràng An là khoảng 7 km, và từ Tràng An đến Bái Đính cũng là 7 km, cho nên các bạn sẽ không phải di chuyển quá nhiều đâu nhé. Phương tiện thứ hai là xe tự lái. Nếu bạn thích sự tự do và thoải mái, việc thuê một chiếc xe và tự lái từ Hà Nội đến Ninh Bình có thể sẽ là một lựa chọn tốt. Đường đi từ Hà Nội đến Ninh Bình thông qua quốc lộ 1A thì tương đối dễ đi và mất khoảng từ 2 cho đến 3 giờ, tùy thuộc vào điều kiện giao thông và tốc độ lái xe của các bạn. Và trên đường đi, các bạn sẽ ngắm nhìn những cánh đồng lúa xanh dờn và cảnh quan thiên nhiên đẹp mắt của vùng nông thôn Việt Nam. Điều này có thể sẽ là một trải nghiệm thú vị và làm cho chuyến đi của các bạn trở nên đáng nhớ hơn nhiều đó. Thứ ba là xe máy. Nếu bạn là một người thích đi phượt, việc tự lái xe máy từ Hà Nội đến Ninh Bình có thể là một lựa chọn tốt. Cách để di chuyển đến Tràng An, Ninh Bình thì không chỉ tiết kiệm được chi phí mà còn cho phép các bạn tự do khám phá các địa điểm khác và trên cung đường đi tùy theo ý thích của mình. Tuy nhiên, để di chuyển bằng xe máy đến Tràng An, Bái Đính thì các bạn cần lưu ý rằng cần cẩn thận khi lái xe máy trên đoạn đường thì có thể trơn trượt và dễ bị ngã khi trời mưa. Và trong tất cả các sự lựa chọn, các bạn nên cân nhắc thời gian và điều kiện thời tiết để lựa chọn thời điểm phù hợp nhất cho chuyến đi của mình. Và khi đến Ninh Bình, các bạn có thể tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên và tâm linh của Tràng An và Bái Đính, cùng với rất nhiều trải nghiệm du lịch thú vị khác nữa. Kinh nghiệm đặt khách sạn tại Tràng An, Bái Đính. Thứ nhất, vị trí của khách sạn. Huyện Hoa Lư. Nếu bạn muốn ở gần khu du lịch Tràng An, hãy tìm các khách sạn ở phạm vi thuộc huyện Hoa Lư, ví dụ như là xã Ninh Hải hoặc là Ninh Thắng. Khi đặt phòng khách sạn Ninh Bình tại những khu vực này giúp bạn thuận tiện khi tham quan các hang động và vịnh núi non tại khu du lịch Tràng An. Mà hơn hết, các khách sạn tại khu vực này thường nằm gần hồ cho nên có khung cảnh rất là hữu tình luôn nha. Huyện Gia Viễn. Nếu bạn muốn tập trung vào khám phá công trình Phật giáo đồ sộ, quần thể chùa lớn nhất Đông Nam Á, khu du lịch chùa Bái Đính trong kỳ nghỉ của mình, vậy thì hãy xem xét các lựa chọn đặt phòng khách sạn trong khu vực của huyện Gia Viễn tại Ninh Bình. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian di chuyển, thuận tiện cho việc tham quan chính trong chuyến du lịch Tràng An Bái Đính của mình. Thứ hai, loại hình lưu trú phổ biến tại Tràng An Bái Đính. Khách sạn. Tại Ninh Bình, các bạn sẽ tìm thấy rất nhiều khách sạn đa dạng, từ tiêu chuẩn cho đến cao cấp. Các khách sạn Ninh Bình này thường sẽ cung cấp đầy đủ các dịch vụ và tiện nghi như là nhà hàng, wifi, bể bơi, phòng nghỉ sạch sẽ, thoải mái. Nhà nghỉ hoặc là homestay. Nếu bạn muốn có trải nghiệm lưu trú độc đáo, gần gũi hơn với văn hóa địa phương trong chuyến du lịch Tràng An Bái Đính của mình, các bạn có thể tìm các nhà nghỉ hoặc là homestay ở trong khu vực để có nhiều cơ hội tương tác với người dân địa phương và trải nghiệm cuộc sống thực tế của họ. Thứ ba là đặt trước. Đặc biệt vào các mùa du lịch cao điểm như là Tết, hãy đặt phòng khách sạn Ninh Bình trước để đảm bảo các bạn có chỗ ở nha. Bởi vì các khách sạn và nhà nghỉ Ninh Bình nổi tiếng thì thường hay hết phòng vào những thời điểm này đó. Thứ tư, đọc đánh giá khách sạn. Trước khi đặt phòng khách sạn tại Tràng An, Bái Đính thì hãy nhớ đọc các đánh giá của khách sạn từ những người khác trên các trang web đặt phòng trực tuyến như là booking.com, Agoda hoặc là TripAdvisor để có một cái nhìn chi tiết về chất lượng, dịch vụ của khách sạn hoặc là nhà nghỉ các bạn định đặt. Thứ năm, giá cả và khuyến mãi. Để tiết kiệm chi phí cho chuyến đi, đừng quên so sánh giá cả, kiểm tra các khuyến mãi hoặc là ưu đãi đặt phòng để có thể tiết kiệm được tiền. Nhiều trang web đặt phòng thường có các ưu đãi cho việc đặt trước hoặc là cho những đêm lưu trú dài hạn. Địa điểm du lịch Tràng An, Bái Đính đẹp. Du lịch Tràng An, Bái Đính ở Ninh Bình chính là một thiên đàng tự nhiên với rất nhiều điểm tham quan hấp dẫn, bao gồm cả các địa điểm văn hóa và tâm linh quan trọng cùng với những hang động tuyệt đẹp. Trong 3 tuyến khám phá danh thắng Tràng An, chúng ta sẽ tham quan một số địa điểm nổi bật như sau. 1. Đền Trình. Đền Trình Tràng An thuộc tuyến tham quan số 1 và tuyến tham quan số 3 của khu du lịch sinh thái Tràng An, di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Đây cũng là địa điểm tham quan đầu tiên của tuyến này khi du khách ghé thăm Tràng An. Trình có nghĩa là trình báo, trình diện
để chuyến tham quan của du khách được may mắn và an toàn. Thứ hai là hang Đột. Với chiều dài hơn 1.000m, hang Đột là một trong những hang động dài và đẹp nhất trong quần thể danh thắng Tràng An. Hệ thống ánh sáng tự nhiên trong hang động này không những không làm mất đi vẻ đẹp nguyên sơ của những nhũ đá này, mà còn tạo ra một cảm giác lung linh, huyền ảo, đem lại nhiều cung bậc cảm xúc cho du khách. Thứ ba, hang Vân hay còn gọi là hang Mây, có chiều dài gần 900m. Ở đây, du khách có được một cảm nhận rõ rệt về sự hòa quyện của mây trời, núi non và sông nước. Thứ tư, đền Suối Tiên. Đi hết hang Vân, tiếp tục dọc theo dòng sông Sào Khê, du khách sẽ được tham quan tại đền Suối Tiên, nơi thờ Thánh Quý Minh Đại Vương và Phu Nhân. Thứ năm, hang Đại. Hang Đại thì dài 150m và đúng như tên gọi, hang Đại là một trong những hang có lòng hang rộng nhất trong khu du lịch sinh thái Tràng An. Sáu, hành cung Vũ Lâm. Đây là một trong những địa điểm check-in phổ biến ở Tràng An. Hành cung Vũ Lâm thì nổi tiếng với kiến trúc độc đáo và cảnh quan hữu tình, cho nên đừng quên tạo những bức ảnh đẹp và độc đáo tại địa điểm du lịch Tràng An nổi tiếng này nha, trong chuyến du lịch của mình. Quần thể du lịch Chùa Bái Đính, Chùa Bái Đính Cổ, Chùa Bái Đính Cổ Tự chính là một phần quan trọng trong quần thể du lịch Chùa Bái Đính. Và đây là một trung tâm tâm linh lớn với kiến trúc đặc sắc được xây dựng theo phong cách tựa núi nhìn sông, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ và tôn nghiêm. Tại đây các bạn có thể tham quan một số địa điểm quan trọng như sau. Đền thờ Thánh Nguyễn. Trong quần thể Chùa Bái Đính có một đền thờ Thánh Nguyễn, nơi có tượng thờ Thiền sư Nguyễn Minh Không. Ông là một danh y nổi tiếng và còn được tôn là tổ sư nghề đúc đồng. Hang Sáng và Động Tối. Sau khi vượt qua 300 bậc thang để lên tới cổng tam quan, các bạn có thể thăm hang Sáng và Động Tối. Giếng Ngọc. Theo truyền thuyết, nước ở giếng Ngọc được thiền sư Nguyễn Minh Không dùng để sắc thuốc chữa bệnh cho nhà vua và người dân. Giếng có kích thước lớn với đường kính khoảng 30m, độ sâu thì khoảng 6m, diện tích lên tới 6.000m2. Có 4 góc và 4 lầu bát giác tạo nên một kiến trúc độc đáo. Chùa Bái Đính Mới. Khu chùa Bái Đính Mới với diện tích rộng lớn là 80 ha là một công trình quan trọng và ấn tượng tại Ninh Bình. Công trình này được xây dựng phía bên kia của ngọn núi so với khu chùa cổ, mở rộng quần thể du lịch và tâm linh nơi đây. Một số địa điểm tham quan nổi bật trong khu chùa Bái Đính các bạn không nên bỏ lỡ phải kể đến như sau. Hành lang La Hán, nơi đã giúp chùa Bái Đính được công nhận là khu chùa có hành lang La Hán dài nhất châu Á. Khu vực hành lang La Hán của chùa Bái Đính thì dài tới gần 3 km, trưng bày các tác phẩm tượng đá của các vị La Hán. Tháp Chuông. Tháp Chuông tại chùa Bái Đính được xây theo kiểu trồng diêm với 3 tầng mái. Điểm tham quan Tràng An Bái Đính nổi tiếng này chính là nơi treo đại hồng chung lớn nhất tại Việt Nam, nặng tới 36 tấn, khiến rất nhiều du khách phải trầm trồ khi chiêm ngưỡng. Điện Pháp Chủ, nơi đặt tượng Phật Thích Ca Mâu Ni bằng đồng, dát vàng lớn nhất tại châu Á. Điện Quán Âm, điện thờ Quan Thế Âm Bồ Tát phổ độ chúng sinh, gồm có 7 gian. Gian giữa được dùng để đặt tượng Quan Thế Âm Bồ Tát nghìn mắt nghìn tay bằng đồng dát vàng lớn nhất châu Á. Bảo Tháp. Bảo Tháp là nơi lưu giữ các kinh điển Phật giáo và hiện vật quý báu. Điểm tham quan Bái Đính nổi tiếng này là nơi tôn vinh tri thức và truyền thống Phật giáo. Tháp thì có 13 tầng, cao 99m, chân tháp là hình lục giác kiên cố với chu vi là 24m. Tầng 13 của bảo tháp chính là nơi đặt xá lợi của Đức Phật được cung nghinh từ Ấn Độ, Thái Lan và Myanmar vào năm 2008. Chân trần của bảo tháp được thiết kế theo phong cách Ấn Độ huyền bí, chạm khắc trên đó là hình ảnh của Đức Phật, là hình tượng đài sen, chim lạc gắn trên các vách gỗ. Khám phá Tràng An Bái Đính chính là một trải nghiệm đầy thú vị, kết hợp giữa lịch sử, văn hóa và thiên nhiên tuyệt vời. Hãy tạo checklist và khám phá hết các địa điểm du lịch Tràng An Bái Đính nổi tiếng này các bạn nhé! Kinh nghiệm ăn uống khi đi du lịch Tràng An Bái Đính.
Tại khu du lịch Tràng An và Bái Đính, các bạn sẽ có cơ hội thưởng thức những món ăn đặc sản của vùng đất Ninh Bình, nơi mà ẩm thực phản ánh cả văn hóa, thiên nhiên độc đáo của vùng miền núi và hang động. Vậy thì đi du lịch Tràng An, Bái Đính sẽ ăn gì? 1. Thịt dê núi. Một trong những món đặc sản nổi tiếng tại Ninh Bình chính là thịt dê núi. Dê tại Ninh Bình được nuôi thả tự nhiên trên các dãy núi đá, ăn thức ăn tự nhiên như là cây cỏ và thảo mộc. Vì vậy mà thịt dê Ninh Bình nổi tiếng với độ chắc, ít mỡ và đặc biệt là thơm ngon. Các bạn có thể thử các món như là lẩu dê, thịt dê nướng, dê kho tộ hoặc là dê xào giá ớt tại các nhà hàng địa phương tại Ninh Bình các bạn nhé. Thứ hai là ốc núi. Ốc núi là một loài ốc sống trong các hang đá, chỉ xuất hiện vào mùa mưa từ tháng 4 cho đến tháng 8. Thịt ốc núi thì giòn, ngọt, thơm bùi thuốc bắc. Món ốc núi có thể được chế biến thành rất nhiều món ăn khác nhau như là ốc hấp, ốc xào me, ốc trộn gỏi hoặc là ốc nướng. Và đây là một món ăn độc đáo và ngon miệng các bạn không nên bỏ lỡ khi đi du lịch Tràng An, Bái Đính đâu nhé. Thứ ba, cá rô Tổng Trường. Cá rô Tổng Trường là một loài cá độc đáo sống trong các hang động ngập nước ở Tổng Trường Yên. Ngày nay thì nằm trong quần thể di sản thế giới Tràng An. Thịt cá rô Tổng Trường thường chắc và ngon, cho nên được người dân Tràng An, Ninh Bình chế biến thành rất nhiều món ăn như là canh chua cá rô kho khô, cá rô rang hoặc là cá rô rán. Món ăn đặc sản Ninh Bình này thường rất là đậm đà và hấp dẫn với hương vị độc đáo. Các bạn chắc chắn không nên bỏ lỡ món đặc sản Ninh Bình này đâu nhé. Thứ tư, xôi trứng kiến. Xôi trứng kiến là một món ăn độc đáo và phổ biến tại Ninh Bình. Trứng của loài kiến nâu được lấy từ rừng, sau đó sẽ được làm sạch, phi thơm cùng với mỡ gà và hành khô. Sau đó trứng kiến này sẽ được trộn vào xôi nóng. Món xôi trứng kiến đặc sản của Ninh Bình này thì mang hương vị béo ngậy của trứng kiến, hành phi thơm ngon và xôi nếp dẻo thơm. Và đây là một món ăn độc đáo và ngon miệng, đặc biệt khi ăn vào những buổi sáng mát mẻ. Khi các bạn đến Tràng An và Bái Đính, đừng chỉ mải mê tham quan các địa điểm đẹp, mà còn dành thời gian để khám phá ẩm thực độc đáo của vùng đất Ninh Bình này nhé. Và đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để thấm vào văn hóa, thiên nhiên độc đáo của khu vực này đó. Và đó là toàn bộ những kinh nghiệm khi đi du lịch Tràng An, Bái Đính mà blog du lịch muốn chia sẻ tới các bạn trong video ngày hôm nay. Hy vọng rằng qua những thông tin ở trên, blog du lịch đã giúp các bạn xây dựng một kế hoạch du lịch Tràng An, Bái Đính thật là thú vị và nhiều trải nghiệm đáng nhớ nhất nhé. Và nếu bạn cũng biết thêm nhiều thông tin hơn nữa về du lịch Ninh Bình thì đừng quên tham khảo những video mà blog du lịch đính kèm trong phần mô tả nhé. Chúc các bạn có một chuyến du lịch Tràng An, Bái Đính thật là vui vẻ. Đến đây video chúng mình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé.